Xin chào cả nhà, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Vào clip chiều tối ngày 15 tháng 5 thì đến hẹn lại lên thì bên em chiều tối ngày 15 tháng 5 thì bên em cũng có một số sản phẩm vừa sưu tầm được để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà của mình ha. Thì mỗi một ngày thì bên em lên 2 clip, cả nhà mình nhớ đón xem chương trình trên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em nha. Thì mỗi buổi trưa và mỗi buổi chiều tối thì mỗi một ngày em sẽ lên 2 clip để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình ha. Rồi cả nhà mình xem được thì nhớ cho em xin một like nha cả nhà mình ha. Một like và một lượt đăng ký nha. Để em sẽ cố gắng tìm thêm những sản phẩm tiếp theo để quay và giao lưu và giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi đi vào nội dung của clip chiều tối hôm nay. Mã số 1 đầu tiên trước và giới thiệu cả nhà mình, em vừa sưu tầm được một cặp khẩu thần công đại pháo nha. Thần công đại pháo Canon 1832. Ở trên đây là nó có chữ 1832 nha cả nhà ha. 1832 nha. Phân pháp chất liệu bằng đồng nha cả nhà ha. Chiều dài tổng thể là của cái cây này á là nó cỡ khoảng 50-51 cm nha. Chiều dài là 51 cm. Còn chiều cao của cái bánh xe là cỡ khoảng 16. Còn chiều cao tổng thể lên tới trên luôn là cỡ khoảng là 10. Để em đo sát vô đây cả nhà xem, có khoảng 19 cm nha, có khoảng 19 cm. Cái này là em có một cặp ha, cái này rất là xứng đáng để mình trưng bày nơi phòng khách, hoặc là có thể là mình có thể là trưng bày các quầy bar. Chất liệu bằng đồng nha cả nhà ha, đồng nguyên khối nha, Canon 1832 pháp, phan pháp nha. Tất cả chất liệu đều bằng đồng hết nha, cái này về đánh bóng sáng bóng lên rất là đẹp, bánh xe vẫn còn di chuyển được nha, đó, kéo cả nhà xem ha. Chỉ có duy nhất cái cây ti nhỏ thọt ngang ở đây, nó nằm phía trong cùng nhỏ xíu trong nha, thì nó là bằng hợp kim thì nó mới giữ được cái bánh xe nha, còn tất cả còn lại ngoài đều bằng đồng hết nha cả nhà ha. Chỉ có cái cây ti nhỏ nó nằm ở phía trong ruột nhỏ xíu á, cái cây thọt ngang á thì nó bằng hợp kim thôi, còn tất cả chất liệu đều bằng đồng ha, từ bánh xe tới cả nguyên cái phía ngoài này đều là bằng đồng hết nha, rất là đáng sưu tầm. Trọn bộ của cái cặp này á nó nặng là 24,5 kg nha. Một cây thì nó trên 12 kg, một cặp này là 24,5 kg. Cặp này là mã số 1, giao lưu với cả nhà mình là 10 triệu nha, em bao ship toàn quốc cho cả nhà mình cặp thần công đại pháo này ha, một sản phẩm rất là đáng để sưu tầm để trưng bày nha cả nhà mình nha. Rồi đó là mã số 1 ha. Rồi tiếp theo giờ đi vào các mã sản phẩm của ngày hôm nay. Rồi mã số 1 xong rồi, bây giờ tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 hôm nay là em vừa tối nay là vừa về được thêm một cái sông trầm bàn tay Phật nha cả nhà nè. Sông trầm bàn tay Phật rất là đẹp. Ở đây là nó gồm có hai bộ phận, hôm trước là có về được cái giao lưu với anh kia rồi, hôm nay về thêm cái nữa để giới thiệu với nhau luôn nha. Thứ nhất là cái bàn bàn tay. Rồi sau đây là cái sen để mình bỏ trầm vô đây ha. Em cũng vừa bỏ trầm vô đốt đây ha. Đây có mấy cái chỗ này để nó để bay ra rất là đẹp. Rất là đáng để sưu tầm ha. Ở dưới đáy này. Ở dưới đáy này nó có mọc luôn nha. Cái sông trầm này rất là đẹp ha cả nhà ha. Bỏ trầm vô đây đốt khi mà khói nó bay lên theo lòng bàn tay. Và nó ra từng chỗ sen này rất là đẹp ha. Một cái sản phẩm rất là đáng đi sưu tầm nha. Chiều cao tổng thể là 19 cm nha. Rồi bề ngang là cỡ khoảng 10 cm nha. Chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là cỡ khoảng 800 g. Cái này giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu nha cho mã số 2. Rồi mã số 3 hôm nay là có một tượng Đức Thánh Giống. Một trong những tác phẩm rất là đáng đi sưu tầm ha. Thánh Giống đánh gà cân. Chiều cao là cỡ khoảng 19 cm nha cả nhà ha. Chiều cao tổng thể đo xuống tới chân là cỡ khoảng 23, còn bề ngang của vành đế cỡ khoảng 13. Chất liệu bằng đồng nha. Đây là một tác phẩm Đức Thánh Giống cưỡi ngựa đánh giặc ân ha. Ba bề trời rất là đẹp. Rất là đáng để sưu tầm nha cả nhà ha. Rồi tượng này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu 700 ngàn cho tượng này ha. Nguyên con ngựa Đức Thánh Giống bay đang bay về trời ha, cầm tay phải đang cầm che nha, rất là đẹp. Mã số 3. Rồi mã số 4 hôm nay là em cũng vừa sưu tầm được một cặp châu đồng nha cả nhà ha. Một cặp châu đồng rất là đẹp, màu thời gian rất là đẹp. Rồi chiều dài tổng thể là 17 cm nha. Chiều cao là cỡ 6,5. Một cặp này nó bao gồm hai con lên màu đồng thời gian rất là đẹp nha. Đây là một con, em quay cận cảnh nha, em xem ha, dưới đáy có mọc luôn. Còn đây thêm con nữa nha. Cặp trâu này rất là đẹp. Cặp trâu này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu
1 triệu 300.000 cho cặp châu đồng này ha, mã số 4. Rồi mã số 5. Mã số 5 hôm nay là em có một cặp châu tiền. Một cặp châu tiền nha. Chiều dài tổng thể là 20 cm. Rồi chiều cao là cỡ 7 rưỡi 8 ha. Châu tiền này thứ nhất là nó có chạm dơi và nai trên đây. Rất đẹp nha, trên đây là có những đồng tiền nè, nai và dơi, ở dưới đáy có mọc luôn ha. Cái này bao gồm hai con. Rất là đẹp. Cặp này thì có giá tổng trọng lượng là cỡ khoảng 1,6 kg. Cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 cho cặp châu mã số 5 nha. Rồi tiếp theo mã số 6 là em còn có được một cặp tỳ hưu cánh rất là đẹp. Một trong những sản phẩm rất là đáng để sưu tầm nha. Cặp tỳ hưu cánh này nó có tổng trọng lượng là 2,5 kg. Chiều dài tổng thể là từ cái chân tới cái đuôi á là cỡ khoảng 23. Rồi chiều cao lên là cỡ khoảng 13. Chất liệu bằng đồng nha cả nhà ha. Trên đây là hình tượng cả nhà đang xem, đó là cặp tỳ hưu cánh nha. Ở dưới đáy có mọc luôn. Bao gồm hai con. Tỳ hưu thì thường người ta hay rất là hay sưu tầm nha, tỳ hưu phong thủy. Rồi, cặp tỳ hưu này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 cho cặp tỳ hưu này nha. Ở mã số 6. Mã số 7 hôm nay là em có một cái gạt tàn đồng rất là đẹp. Gạt tàn đồng, tổng trọng lượng của cái gạt tàn này cỡ khoảng 1,5 kg. Rồi, bề ngang. Bề ngang là 18 cm nha. Chất liệu đồng gồm có hai bộ phận, ở đây là cái nắp đậy nè, đậy lên ha. Ở trên đây có chỗ để gạt tàn thuốc. Đồng nguyên khối cả nhà ha. Rất là đẹp nha. Cái này thì có giá giao lưu cả nhà 1,1 triệu. Tổng trọng lượng nó có khoảng 1,6 kg nha. Đây là mã số 7. Mã số 8 hôm nay là em còn một cặp gà nha. Cặp gà trống đẻ tiền. Một trong những tác phẩm rất là đáng để sưu tầm ha. Tổng trọng lượng là cỡ khoảng 1,7 kg. Chiều cao là 18 cm nha. Chiều cao 18 cm. Còn chiều ngang là cỡ 11,5-12 á. Cặp gà này bao gồm hai con. Rất là đẹp nha cả nhà, thấy em quay cho cả nhà mình xem đây. Đáy có mọc luôn nha. Gà trống đẻ tiền ha. Cặp này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 cho cặp gà trống đẻ tiền này nha. Mã số 8. Rồi mã số 9 là một gia đình heo. Gia đình heo này bao gồm hai con nha cả nhà ha. Tổng trọng lượng là cỡ khoảng 3,2 kg, chiều cao tổng thể là 20 cm. Rồi bề ngang là 2,20 nha. Gia đình heo rất là đẹp nha. Một những tác phẩm rất là đáng sưu tầm ha. Rất là to, này to, gồm có hai con ha. Đây có mọc luôn đây. Cặp này có giá giao lưu cả nhà 1,5 triệu nha cho gia đình heo này ha. Gia đình heo mã số 9. Mã số 10 hôm nay là đó là một con gà kéo xe tiền. Rất là đẹp nha cả nhà ha. Trên màn hình của mình đang xem đó là tác phẩm là gà kéo xe tiền, chiều cao là 17 cm nha. Vành đế là 13,5 kg. Rất là nặng, tổng trọng lượng là cỡ 2 cân nha. Nguyên một con gà đang kéo một chiếc xe tiền. Rất là chở rất là nhiều vàng trên đây luôn nha. Rất là đẹp ha. Rồi gà kéo xe tiền này thì giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 cho tác phẩm gà kéo xe tiền mã số 10. Rồi mã số 11. Mã số 11 hôm nay là em có một cái sông trầm chim nha cả nhà ha. Ở đây là nguyên một cái dây để kéo con chim lên nha. Mình bỏ sông trầm vô đây mình đốt, trầm nó sẽ bay ra rất là đẹp từ cái trên lưng của con chim nha. Cái này là treo chất liệu bằng đồng ha. Rất là đẹp nha cả nhà nha. Chiều dài tổng thể là từ cái móc treo tới dưới đáy là cỡ khoảng 40 á. Rất đẹp, trên đây là hình tượng nguyên con chim chất liệu bằng đồng nè. Nguyên cái này là cái sông trầm treo nha. Rồi cái này có giá giao lưu cả nhà 1,000.000 ha. Mã số 11. Rồi mã số 12. Mã số 12 đó là một tượng đồng tử bái Quan Âm. Chất liệu bằng đồng ha. Tổng trọng lượng là cỡ 1,9 kg. Chiều cao của tượng đồng tử bái Quan Âm này cỡ khoảng là 26 cm. Bề ngang là 15. Chất liệu bằng đồng ha. Trên màn hình của mình đang xem đó là tượng đồng tử bái Quan Âm, chất liệu bằng đồng nha. Ở dưới đáy có mọc luôn ha. Để em quay mặt sau cả nhà xem. Tượng này rất là đẹp nha cả nhà ha. Rồi tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu cho tượng đồng tử bái Quan Âm. Mã số 12. Rồi mã số 13. Mã số 13 đó là một chiếc thuyền rồng. Một chiếc thuyền rồng ha. Chiếc thuyền thuận bờm xuôi gió, chất liệu bằng đồng. Chiều dài tổng thể là cỡ 27 cm ha. Chiều cao là 13. Tổng trọng lượng là 3,2 kg.
cho chiếc thuyền này nha. Trên đây là hình tượng mình đang xem, đó là một chiếc thuyền rồng. Ở trên đây là có những cánh buồm, ở dưới này là chở là trên đây là những cánh buồm đang vươn ra xa, đang vươn ra biển lớn nha. Thuận buồm xuôi gió ha. Cái này mình một tác phẩm rất là đáng để sưu tầm nha cả nhà ha. Đây là hình tượng nguyên một chiếc thuyền rồng đây. Ở dưới đáy cũng có mộc luôn ha. Tượng này thì giao lưu cả nhà 1.700.000 cho mã số 13. Rồi mã số 14. 14 hôm nay là em còn được một tượng mẹ Quan Âm ha. Một tượng tượng mẹ Quan Âm nhưng mà phía sau là hộ hộ rắn rất là đẹp ha. Chiều cao tổng thể là 10 26 cm. Rồi bề ngang là 225, nặng là 2,5 kg. Một chuyên tác phẩm rất là đẹp ha. Đây phía sau nguyên một cái hắn sau rất là đẹp nha cả nhà ha. Rồi tượng này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là có giá là 2,5 triệu nha. 2,5 triệu cho tượng này ha, rất là đẹp nha. Đã có mộc luôn nha, rất là đẹp ha. Mã số 14. Tiếp theo mã số 15. Mã số 15 hôm nay là em còn được một cái bình sen cốc rất là đẹp. Trên đây cả nhà mình đang xem đó là một cái bình đồng hoa sen nha. Trên đây có một con cốc rất là độc lạ ha. Chiều dài của mỏ rất là dài nè. Chiều dài là cỡ khoảng 10 18 á. Biểu tượng sen ngoài cốc ha. Trên đây có một con cốc nằm trên lá sen rất là đẹp. Ở dưới đáy luôn ha. Rồi cặp bình đồng sen cốc này giao lưu với cả nhà mình là có giá là 750.000 nha. Cho cặp bình sen cốc ha. Ở mã số 15. Rồi mã số 16. 16 hôm nay là còn được một tượng chúa giang tay lớn nha cả nhà ha. Tượng này chiều cao cỡ khoảng 40 cm ha. Bề ngang là cỡ 2226. Chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng khoảng 3,5 kg. Rất là đẹp nha. Một trong những tác phẩm rất là đáng sưu tầm ha. Tượng chúa giang tay này giao lưu với cả nhà mình là 2,200.000. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 là có một tượng mẹ nha cả nhà ha. Tượng mẹ giang tay, tượng này cũng lớn nha, bằng với tượng chúa này cỡ 40 cm á. 40 cm nha. Bề ngang thì cỡ khoảng 14 cm, chứ tổng trọng lượng là khoảng 3,2 kg. Thì tượng này cũng có giá giao lưu cả nhà mình là 2,200.000 luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 18. Mã số 18 hôm nay là còn được một cái bát ngang to cả nhà ha. Cái bát ngang chạm rồng phụng rất là đẹp. Một mặt thì chạm phụng nha. Cái này chịu vệ sinh lại nhưng mà nó còn một số cổ nè ha. Mặt trước là chạm phụng nè, mặt sau là rồng. Rất là đẹp nha. Cái bát ngang này tổng trọng lượng là cỡ khoảng 1,5 kg cả nhà ha. Chiều cao là cỡ 10 15,5, còn đường kính miệng là cỡ khoảng 13,5. Cái bát ngang này có giá giao lưu với cả nhà là 1 triệu đồng ha. 1 triệu đồng cái bát ngang mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19. Mã số 10-19 hôm nay là em còn một bộ lư trúc quá long nha. Một bộ lư đồng trúc quá long ha. Một trong những tác phẩm rất là đáng để sưu tầm nha. Hàng thủ công ha. Bộ lư trúc quá long thứ nhất là cặp chân nến là 7,2 kg. Rồi chiều cao của chân nến là cỡ khoảng 50 hay cả nhà ha. Nó từ những nhành trúc quá rồng nha. Rất là đẹp ha. Hàng thủ công nha. Rồi tiếp theo là cái bộ đỉnh. Rồi để em đem cân bộ đỉnh cho nhà xem nha. Rồi cái bộ đỉnh. Cái bộ đỉnh thì nó cỡ khoảng 9,4 kg. Chiều cao của bộ đỉnh là cỡ khoảng 50 cm luôn ha. Cỡ khoảng 49 cm. Chất liệu bằng đồng nha cả nhà ha, hàng thủ công. Đây rất là đẹp nha. Ở trong hờ rất là sạch sẽ ha. Rồi đem để xuống. Rồi em quay cái bộ cho cả nhà xem ha. Bộ đỉnh trúc này rất là đáng để sưu tầm cả nhà mình nha. Trúc quá long ha. Rồi bộ này tổng trọng lượng là cỡ 16,5 kg. Bộ đỉnh trúc quá long này giao lưu với cả nhà mình là 13 triệu nha. 13 triệu cho một bộ lưu đồng trúc quá long. Rồi tiếp theo mã số 20. Mã số 20 hôm nay là có một bộ binh khí bát bủ to.
bộ binh khí bắt bủ tôi nói to chất liệu đồng cũ ngay cả nhà ha. Tổng trọng lượng là gần 4 kg, 3,8 kg. Bộ này bao gồm 8 loại binh khí khác nhau nha. Chiều cao là 64 cm nè, to ha, từng cây nha. Rồi bề ngang tổng thể là cỡ khoảng 64 luôn. Còn cái thân ở dưới là cỡ khoảng 43. Chất liệu vận động ha, rất là đẹp. Gồm 8 loại binh khí khác nhau này, mình để trưng bàn thờ lớn thì rất là ok nha. Bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,5 triệu cho bộ binh khí bắt bủ to này ha. Đây là mã số 20. Rồi cuối cùng hôm nay là bộ mã số 21, đó là một có một bộ lư trái đào miền Nam mình ha. Miền Nam của ở trong em nha. Miền Nam thì hay có lư đào. Miền Bắc thì có mấy bộ đỉnh nha. Bộ lư này rất là đẹp, vừa được vệ sinh sáng bóng lại rất là đẹp nha cả nhà mình ha. Trời này hơi tối rồi, dưới quê em giờ là mấy con nhóc nhen nó kêu quá trời quá đất rồi nè. Rồi bộ này đó. Bộ này là cao 70 cm cả nhà ha. Bộ to nha, bộ to khủng nha. Đo lên tới đỉnh lân là gần 70 cm á. Bộ này là bộ đại, bộ to nữa. Rồi chân đèn thì cỡ khoảng 52. Chân đèn cỡ 52 53 ha. Còn bộ lư cao tới 70 á, to này. Này em đo cho cả nhà xem ha. Chất liệu bằng đồng, được vệ sinh sáng bóng lại ha. Rất là đẹp nha cả nhà mình ha. Đây em ở trong rất là sạch nha, không có miếng cát gì hết ha. Chất liệu bằng đồng rất là đẹp, để chùi sáng bóng lại rất đẹp, rất là đáng để sưu tầm nha cả nhà mình ha. Rồi để em bỏ lên cân nha cả nhà mình xem cân nặng nha. Là bộ đó là cái đỉnh không là cao 70 rồi đó. Chân đèn cao có 53, 52, 53. Rồi bây giờ bỏ lên cân ha. Bây giờ em cân chân đèn trước cả nhà xem nha. Rồi cặp chân đèn, cặp chân đèn là 8 ký mấy, 8 ký khoảng 8 ký 8 ký 4 rồi đó. Tám ký tư cả nhà thấy cao, nó cao cỡ khoảng 51 á, 8 ký 4 nha. Cặp chân đèn nè, cặp chân đèn là 8 ký 4 ha. Để em đo lại cho phải không. Rồi đúng rồi, 8 ký 4. Rồi sau đó là cái bộ đỉnh nha. Wow, 8 ký 4, cái bộ đỉnh là 11 ký rưỡi. 11 ký rưỡi coi như là bộ này là 19 ký. Bộ này coi như là 11 và 18 là 19, cỡ 19 ký rưỡi nha cả nhà ha, gần 20 ký á. Chất liệu đồng nha. Rất là đẹp nha cả nhà ha. Đây quay cho cả nhà xem đây. Bộ này là bộ to khủng nha, cao 70 nặng gần 20 ký ha. Bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là có giá bộ này là 9 triệu nha. 9 triệu cho bộ này ha. Rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm nha. Gần 20 ký nha cả nhà ha. Đây cũng là mã số cuối cùng của buổi chiều tối hôm nay nha. Cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ em trong thời gian qua nha. Nhớ xem được cho em xin một lượt like nha cả nhà ha. Để có động lực làm thêm những clip tiếp theo rồi đến cả nhà mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình nhiều nha. Hẹn gặp lại vào ngày mai ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.